Hey, xin chào bạn, mình là Hiếu Trở. Nay mình sẽ giới thiệu với các bạn một cái dạng điện trở để dùng trong những cái môi trường sấy. Thì môi trường sấy á, thì mình sẽ dùng những cái loại điện trở sinh nhiệt, nó là chuyện bình thường nha. Các bạn có thể dùng những cái điện trở sinh nhiệt mà không có cánh tản nhiệt, không có cánh tản nhiệt, nó vẫn sinh nhiệt bình thường nha, vẫn dùng để sấy được. Nhưng để tối ưu vấn đề về tỏa nhiệt và lấy nhiệt đi tốt hơn thì nó sẽ có một cái cánh để mà lấy cái lượng nhiệt ra đi, khi gió nó đi qua thì nó sẽ tối ưu nhiệt hơn so với cái cây điện trở khác. Đó là nguyên nhân tại sao mà điện trở nó có một cái loại điện trở là điện trở cánh tản nhiệt, vì đa số để tối ưu được nhiệt và tiết kiệm chi phí về điện cho khách thì mình sẽ sử dụng những cái cánh tản nhiệt. Thì cái cây này mình sẽ sử dụng trong cái môi trường nào, thì trong những cái máy sấy tuần hoàn mình cũng sẽ dùng. Và cái lò bánh mì mình cũng dùng nha, lò bánh mì. Và trong những cái bốc sấy mình sẽ dùng sấy chăng nè, và cái những cái nhiệt độ cao hơn á, thì mình sẽ dùng những cái thanh sấy nó sẽ cao hơn, và nó sẽ cứng hơn để mình tối ưu được cái nhiệt và mình sẽ tăng được cái nhiệt độ cao và nó sẽ không bị cong. Ngoài ra thì cái điện trở cánh tản nhiệt này nó sẽ có những cái gì khi mình chọn cái cánh. Thì cái thứ nhất á, là mình phải chọn cái kích thước sao cho nó phù hợp. Kích thước sao cho nó phù hợp, nghĩa là nó kích thước nó phù hợp là sao? Nghĩa là mình các bạn sẽ ráp được trong cái ngay cái vị trí các bạn cần á nha. Cần các bạn ráp á thì á, chứ còn không á thì nó sẽ dài, như cái cây này dài quá mà cái hộp của bạn có 3 tấc á thì các bạn về ráp vô không có được. Đấy là cái này, điện trở cánh tản nhiệt của mình sản xuất theo yêu cầu và kích thước theo yêu cầu. Thì các bạn có cái nhu cầu á thì các bạn sẽ đo. Một á là có mẫu để đo này, đo từ đây tới đây nè. Đó. Rồi các bạn đo lục lòng này không? Đó là 5 tấc này. 5 tấc này. Nếu mà các bạn muốn ngắn hơn á thì 4 tấc, 3 tấc, là có thể là 2 tấc chẳng hạn, không? Rồi, cái chữ này mình có thể uống chữ U này, thẳng này, và chữ M tròn. Đó, tùy theo cái nhu cầu, tùy theo cái vị trí lắp đặt của bạn cho sao cho nó phù hợp nhất, chứ không phải là bên mình yêu cầu là anh phải làm như vậy. Tại tại cái vị trí đó bạn thấy phù hợp là được. Và bên mình sản xuất theo yêu cầu nên là bạn cứ vẽ ra. Vẽ như thế nào, bỏ cái thước vào thì bên mình sản xuất. Và thứ hai mình lưu ý á, là cái điện áp. Cái điện áp đó rất là quan trọng khi điện áp ở tại thành phố Hồ Chí Minh, nhầm, là tại cái môi trường ở Việt Nam mình á, là nó sẽ có điện áp 220, 380. Và những công ty Nhật á, thì nó sẽ có những cái điện áp lưới là 220V, thì có thể là những cái điện áp cây á, thì nó có thể là 110. Nên là điện áp mình sẽ cung cấp cho bên mình thì nó ok nha. Thì cái điện áp á, với công suất nó đã có và kích thước có là mình sản xuất theo y chang vậy, không có gì hết. Rất là dễ, để bạn coi này. Này, trước khi mà mình xuất để cho khách thì mình sẽ kiểm tra hết toàn bộ của nó. Cái quan trọng nhất ở đây á là các bạn thấy này, cánh này, cánh nó phải đều, không? Cánh đều và chặt nha, chặt. Và cái dây nó phải là những cái thiết bị ok nhất để làm sao mà mình muốn tối ưu nhất là về cái chi phí lắp đặt, và khi mà sửa chữa có sự cố mình hạn chế vấn đề đó, ha. Rất là tốt, thì nó sẽ một cái sản phẩm ok. Thì các bạn coi này, trong cái môi trường sấy bạn dùng cái này rất là nhiều, và tại sao mọi người không hiểu được là cái này nó khi mà sẽ sinh nhiệt á, mình nó đỏ lừ lên thì mình phải có một cái bộ khống chế nhiệt, nghĩa là cái bộ đó nó sẽ giám sát được cái nhiệt độ này lên bao nhiêu, nó tắt á thì nó sẽ rất là bền. Còn nếu bạn để đỏ lừ như vậy luôn á thì trong vòng khoảng bao nhiêu tiếng đồng hồ thì nó sẽ đứt. Cái đó là tại sao mình phải có một cái bộ giám sát nhiệt độ là vậy. Cái thứ hai các bạn lưu ý là nên có một cái lượng gió thổi đi. Còn nếu mà không có gió hay là gió yếu thì các bạn sẽ liên hệ với mình để mình bố trí cái phần công suất sao cho nó hợp lý nhất nha. Rồi, anh em nếu có nhu cầu thì liên hệ mình. Xin cảm ơn, xin chào, hẹn các bạn trong những video tiếp theo.